Truyền thông Anh vài ngày gần đây đã lên đỉnh cực mạnh. Rất nhiều những tín đồ của làng Túc Cầu đã chấn động khi nguồn tin đó tới. Vâng, đó là khi Manchester United bắt được giám đốc điều hành của Man City, Omar Berada, về làm việc cho mình. Chẳng biết là có dính bùa mê thuốc lú nào không mà từ đội bóng đua vô địch, ông chấp nhận đắp chiếu giấc mộng danh hiệu ở trước mắt sau khi đã có thành công tột đỉnh với Man City. Sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe đã ngay lập tức tạo nên một luồng gió mới vào thượng tầng của đội bóng có biệt danh Quỷ Đỏ. Omar Berada đã đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành cho Man City từ năm 2020 cho đến nay. Chính ông được cho là kẻ chủ mưu tạo nên những vụ cướp trên thị trường chuyển nhượng. Và trong số này thì không thể bỏ qua Jack Grealish, Erling Haaland. Khi mà Manchester United tuyên bố có được trong tay người lèo lái City trong biết bao mùa giải, truyền thông đã đặt rất nhiều dấu hỏi là nội bộ của City cũng được cho là căng thẳng ở một vài bộ phận. Nhưng trong buổi họp báo gần nhất, Pep Guardiola đã chẳng ngần ngại để hạ niềm vui của đối thủ xuống một bậc. Sự hiểu biết của ông ấy sẽ thuộc về United, đó là thực tế. Chúng tôi đã học được nhiều từ Omar, nhưng ông ấy cũng học được từ câu lạc bộ và bây giờ đến với United. Nhưng mà Kevin De Bruyne vẫn ở Man City, Erling Haaland vẫn ở đây, nên cuối cùng thì vấn đề nó chẳng đơn giản như thế đâu. Mặt khác thì với tiềm lực của United thì họ đã có thể làm được điều này trước đó rồi. Có lẽ United nghĩ rằng con người này thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu thế thì chúc mừng họ. Tôi không biết liệu nó có xảy ra không nữa. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ thích nghi và điều chỉnh để tiếp tục bước tiếp. Ông ấy là một mẫu người đáng yêu, có cá tính tuyệt vời và sự chuyên nghiệp đáng nể. Hôm qua khi gặp ông ấy, chúng tôi đã trao nhau cái ôm và chúc những điều tốt đẹp nhất. Tôi không biết làm như thế này liệu có đủ với United hay không. Nếu thành công đến thật thì ôi chúa ơi, họ phải dựng tượng cho Omar Berada trong tương lai bởi vì ông ấy xứng đáng với nó. Về tài năng của nhân vật này thì ông đã có khoảng 7 năm với cương vị giám đốc tài trợ cho Barcelona từ 2004 đến 2011. Trong khoảng thời gian này, Omar Berada được chứng kiến tài nghệ của Pep Guardiola và về sau, ông là người đầu tiên chuyển đến City Football Group, mở đường cho những Ferran Soriano và Siki Begiristain chuyển đến vào một năm sau đó. Đó là một trong nhiều lý do Barca của giai đoạn Hoàng Kim vẫn chưa thể một lần được tái hiện, không chỉ bởi Tiki-Taka, bởi Pep Guardiola mà còn những yếu tố thượng tầng nữa. Việc đem về đây một vị giám đốc thiên tài là chiến thuật một bước lên tiên được Manchester United vẫn đang nỗ lực để chạm đến. Từ việc bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật trong lịch sử là John Murtough cho đến đem về một vị huấn luyện viên có triết lý của một triều đại là Erik ten Hag. Càng ngày, Manchester United đang càng giống hơn với một đội bóng chấp nhận những thay đổi toàn diện sau một hành trình dài bị Pep Guardiola cùng sự cách mạng kéo đến và nhúng họ xuống vũng bùn. Họ chê trách Man City, Chelsea tiêu nhiều tiền nhất trên thị trường. Thế nhưng trong 10 năm qua thì lại đứng đầu danh sách bạo chi. Đổi lại thì United có được 4 danh hiệu, Man City có 15. Và đừng mổ xẻ thêm đó là những chiếc cúp nào nữa, bởi vì tình hình chỉ càng bi đát hơn mà thôi. Họ là một trong những câu lạc bộ bảo thủ nhất theo chủ nghĩa bóng đá Anh thuần túy, để rồi có một quãng thời gian dài sống trong quá khứ, không chịu thay đổi. Để rồi mỗi năm một triết lý, cũng chẳng biết câu chuyện muôn thuở sẽ còn kéo dài bao lâu khi mà Erik ten Hag lại bị sa thải phát nữa. Chứng kiến hai đội bóng thi đấu trên sân qua từng lượt trận, rồi cả những màn thư hùng trực tiếp, người ta biết đâu là đội mạnh, đâu là đội tầm trung. Đó còn là từ phía khán giả, khi mà đội xếp thứ 2 Premier League thời điểm này thì chẳng thể nào lại đi so với tập thể đứng thứ 8 có phong độ kết tủa được rồi. Một đội đang có chức vô địch 3 mùa giải liên tiếp tại Premier League mới mùa 2022-23 còn bùng nổ khi sở hữu 5 danh hiệu cao quý thì tất nhiên là ở vị thế khác hẳn so với đối thủ cùng thành phố còn lại. Man United không phải là đối thủ trực tiếp của City, Pep Guardiola biết rõ điều này và có cảm tưởng khi mà báo chí nhắc đến đối thủ cùng thành phố trên giấy tờ. Ông cũng chỉ có biết cười trừ để rồi nhắn gửi những lời dễ nghe mà thẩm lại thì cũng sâu cay lắm đây. Tại sao không? Nếu một người không hài lòng ở đây và muốn đến United và có một thỏa thuận với mức giá phù hợp thì tại sao không? Không vấn đề gì. Nếu Omar không hạnh phúc ở đây và muốn đến đó, anh ấy phải đi. Chúng tôi có thể làm gì? Không có gì sai với điều đó. Ở các câu lạc bộ, tình trạng này vẫn xảy ra. Nếu chúng tôi muốn có một cầu thủ từ họ, United phải đồng ý bán và anh ấy muốn đến và họ đồng ý chuyển nhượng. Tại sao chúng tôi không làm điều đó? Thắng thua không phụ thuộc vào những điều cụ thể này, nó phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa. Pep cũng nhắn gửi luôn với cánh phóng viên trong phòng họp báo. Cũng tầm này năm ngoái, khi mà João Cancelo trở thành kẻ phản nghịch, Pep cũng đã khẳng định cầu thủ này có muốn đến United cũng được, chẳng ai ngăn cản. Dù vậy thì cũng đã từ năm 2009 rồi, sau hợp đồng của Carlos Tevez thì chẳng có cái tên nào trực tiếp đặt chân qua lại hai đội bóng cả. City thì có thể khẳng định là cởi mở hết chỗ nói, miễn ông có tiền là được. Nhưng United thì vẫn giữ tư duy chuyển nhượng của những năm 90.
Cũng bởi vậy mà chất lượng đội hình ngay từ thời điểm này thì có thể thấy là United chỉ nên xếp hạng 6 Premier League là cùng. Không có gì sai khi một đội bóng đi theo hướng truyền thống, chỉ là họ vẫn nên chắt lọc và tiếp thu những thứ khác. Chẳng có triều đại nào tồn tại mãi cả. Liverpool bá đạo trong những năm 70 hay 80 của thế kỷ trước, giai đoạn từ 90 cho đến 2010 thì đó là thời hoàng kim của Sir Alex cùng với Man United với 13 danh hiệu vô địch nước Anh. Còn giờ đây, với 5 trên 6 mùa giải hủy diệt xứ sương mù, Pep Guardiola era đang là kỷ nguyên đích thực, nhấn chìm tất cả. Còn nhớ trước khi Pep Guardiola chính thức cầm quân một đội bóng Anh đầu tiên, Sir Alex đã từng nói như thế này với Sky Sports. Sẽ rất khó để anh ấy tái hiện những gì anh ấy đã làm ở Barcelona. Rõ ràng Man City đã thực hiện một cuộc cách tân thực sự khi có được anh ấy, bởi vì anh ấy là một huấn luyện viên xuất sắc. Nhưng Pep sẽ không thấy điều đó dễ dàng như vậy. Bóng đá Anh không hề dễ dàng. Mọi huấn luyện viên nước ngoài đã đến Anh đều sẽ nói với bạn điều đó. Arsene Wenger sau vài tháng, ông ấy đã nói về điều đó. Jose Mourinho sau mùa giải đầu tiên nhận ra những gì ông đạt được là sự chăm chỉ. Vì vậy, anh ấy sẽ thành công. Chỉ là tôi không nghĩ anh ấy sẽ lặp lại những gì anh ấy đã làm ở Barcelona. Nhưng đó là một tiêu chuẩn cao. Barca từng là những người giỏi nhất. Thì đúng là Pep đã không tái hiện được chiến tích ăn 6 mùa giải 2009. Nhưng mà ăn 5 trên đất Anh trong năm vừa rồi thì quá sức là đỉnh cao còn gì đi nữa. Mà phiên bản triết lý thi đấu hiện tại của Man City cũng có thể xem là sự hoàn hảo nhất mà Pep đã tạo nên được. Sau khoảng 8 năm kể từ ngày đưa ra tuyên bố trước một huấn luyện viên đã hủy diệt ngài trong cả hai trận chung kết C1, ông già gần vào cuối giai đoạn tháng 6 đã phải chính thức đầu hàng. Pep Guardiola của Man City là huấn luyện viên của năm. Nó đau phải không? Nó thực sự đau nhưng rất xứng đáng. Anh ấy đã tạo ra một đội bóng được cải thiện hàng năm, giành được 3 chức vô địch liên tiếp cho bạn biết câu chuyện. Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của họ trong giai đoạn sau mùa giải thực sự có ý nghĩa gì đó. Họ đã tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp hàng đầu. Mùa giải năm nay, Pep Guardiola cùng với tập thể của mình có vài vòng đấu lầm đường lạc lối. Họ có cả một quãng thời gian tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, để rồi giờ đây trở thành đối trọng nặng ký nhất với Liverpool cho cuộc chiến tại Premier League, hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn. Vị thế của City là đội bóng cạnh tranh ngai vàng lần thứ 4 liên tiếp, tiến bước lại Champions League sau chuỗi trận toàn thắng vô tiền khoáng hậu và tiếp tục là cả đấu trường FA Cup, luôn là món khoái khẩu. Họ còn làm nhiều việc hơn, Pep còn phải tiếp tục để thêu dệt lên những thứ chiến thuật ngạo nghễ khác. Không ai hơi đâu mà ngó đến drama FC để làm gì. Và nếu sự nghiệp của Omar Berada có chứng lại trong nhiều năm tới thì cũng chẳng có gì bất thường cả đâu, bởi vì Pep đã nói rồi. Omar mà tự mình đem thành công đến với United thật thì đội bóng này dựng tượng luôn cho ông ta đi là vừa.